khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương. Ta đã gặp nhau bối rối thật lâu, đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ngọn đèn vàng anh nhớ em, anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng anh nhớ. Tình giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của quý cô ông, quý cụ bà, quý nội ngoại gần xa, đại diện cho quan viên bốn họ hai nhà về tham dự. Đề nghị chúng ta cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn. Xin được nồng nhiệt chào đón. Dạ vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, và xin phút này ạ. Đúng theo lời hẹn trước từ những ngày sang ngõ, sự kiện diện của toàn thể quý vị, đặc biệt là phái đoàn dẫn lễ của đoàn tổng sân đình họ nhà trai, được đồng hành
với lễ vật trang trọng trở về và sừng trước tại khán phòng của gia đình hội nhà gái. Và sau đây ạ, để mở đầu với chương trình đại lễ, để toàn thể quý vị chúng ta cùng chúc phúc, chúc xuân, chúc cho tình yêu của hai em Hà My và Thành Đạt, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đặc biệt chào đón một vị đại biểu đại diện cho nội tổng của gia đình hội nhà trai lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính chúc sức khỏe và có lời chào đến các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý gần xa đã có chung vui trong những ngày ăn hỏi của cháu Thành Đạt và Hà My ngày hôm nay. Thưa các cụ, thưa các ông, thưa các bà, tình yêu đôi lứa hai cháu đã có một thời gian tìm hiểu và thấy cùng hai gia đình đều có chung một cái hoàn cảnh, và cũng về báo cáo lại với các cụ, các ông, các bà hai bên. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 3, tức 7 tháng 2 năm Giáp Thìn. Gia đình nhà trai chúng tôi có sự mâm lễ cao trầu và đến thưa mời các cụ, các ông, các bà để xin làm cái lễ ăn hỏi cho hai cháu ngày hôm nay. Trong dự lễ ăn hỏi của ngày hôm nay, phía nhà trai tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Trường, là bác cháu Thành Đạt, và có cùng các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và mẹ sinh ra cháu Đạt là bà Quanh cũng có mặt trong buổi lễ trang trọng của ngày hôm nay. Thưa các cụ, thưa ông, thưa các bà cùng toàn thể tại họ, được sự ủy quyền của các cụ, được sự tín nhiệm của bà Oanh, hôm nay tôi làm trưởng đoàn cùng nhà trai đem lễ vật hỏi đến dân, đến tổ tiên, các cụ, các ông, các bà cùng họ nhà gái để mong cầu thị xin cháu Hà My về làm vợ, làm con, làm dâu trong gia đình họ nhà trai chúng tôi. Đồng thời cũng gửi gắm cháu Đạt là làm con, làm rể các cụ, các ông, các bà họ nhà gái. Thì nguyện theo như ông cha mình, theo những cái phong tục tập quán của người Việt mình, thì gia đình chúng tôi cũng mang lễ vật cao trầu đến để dâng lên tổ tiên, rồi đến các cụ bề trên, các cụ, các ông, các bà cùng đoàn thể hôm nay, để cho hai cháu được thành đôi lứa hạnh phúc trăm năm. Tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng ạ, đỡ lời cho những vị thực hiện chương trình. Thì một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những tình cảm nồng ấm. Một vị đại biểu đại diện cho nội tộc của gia đình họ nhà trai vừa rồi đã được trở về với chương trình ngày hôm nay để có đôi lời thưa truyền với tất cả quý vị và các bạn. Khi thưa tất cả quý vị thân mến, có thể nói rằng tuổi trẻ luôn là mùa xuân, là nhức mơ, khát khao và hoài bão. Nhưng mà các bạn hoài bão đó, cùng câu các bà, quý vị đại biểu khách quý đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái, tôi lời đầu tiên cho phép tôi là xin đại diện cho họ nhà gái có lời kính chào và chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý đại diện cho hai họ nhà trai nhà gái. Sau một thời gian tìm hiểu ấy, thì được sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay là nhà cháu Đạt có cơi trầu để sang làm lễ ăn hỏi cháu Hà My nhà chúng tôi về làm vợ cháu Đạt, thì chúng tôi có mặt ở đây để đón nhận cái lễ ăn hỏi. Và về phía họ nhà gái chúng tôi thì tôi xin trân trọng giới thiệu là có hai cụ, đấy là ông nội và ông ngoại và bà ngoại và các ông bà trẻ ở đây, và tất cả các bác họ hàng bên nội bên ngoại chúng tôi đều có mặt để rất là phấn khởi vui mừng để đón nhận cái lễ ăn hỏi của nhà trai các ông các bà. Một lần nữa là xin kính mời các cụ ông bà xơi nước, ăn bánh kẹo và tiếp tục công việc tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Rất tuyệt vời thưa quý vị ạ.
chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Các bạn, vâng, đó chính là tình cảm đến từ tân rể quý của gia đình chàng trai Thành Đạt. Anh đã được trở về với chương trình ngày hôm nay với những tình cảm, đặc biệt là những vòng tay ngập tràn yêu thương của tất cả quý vị. Và để rồi sau đây, trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, Thành Đạt xin được trở vào với khán phòng bên trong ngày hôm nay, được đồng hành với Hà My, gửi hành phần khí lễ gia tiên. Và xin mời quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng tiếp bước cho Thành Đạt bằng những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Để cùng trở về với chương trình đại lễ ngày hôm nay, chúng tôi như thực hiện chương trình xin được đón nhận những tâm tư tình cảm, những lời yêu thương của tân rể quý gia đình chàng rể Thành Đạt ạ. Sẽ có đôi lời gửi tới tất cả quý vị, và xin mời quý vị ạ cùng nhau nổ những tràng pháo tay thật lớn để cùng đón nhận những tình cảm trước khi đó. Cháu chào các cụ các bà thôi. Cháu xin phép cháu chào các cụ tân các bà. Rồi hai tay bê ở đấy đứng nhé. Rồi cười tươi. Dạ vâng, rất tuyệt vời và xin cảm ơn tình cảm. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Họ sẵn sàng để quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Đón nhận tình cảm và lời cầu chúc của tất cả quý vị. Chúng tôi những người thực hiện chương trình sau đây, xin mời quý vị chúng ta cùng tạm khép lại những câu chuyện nhỏ nhỏ ở trên bàn tiệc. Và xin mời quý vị ạ, cùng nhau nổ những tràng pháo tay thật lớn để nâng bước cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, và như vậy sau đây ạ, trước mắt tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt trên lễ đài đăng quang hạnh phúc, vâng, đó chính là tình yêu của hai em chúng tôi, sự hiện diện của Hà My và Thành Đạt. Kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng hai gương mặt đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay ạ, giây phút này xin được chính thức ra mắt và trân trọng gửi tới toàn thể quý vị, bên chị và các bạn, vâng, lời chào sum họp chúc mai ngon nga. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, có thể nói rằng niềm vui của gia đình chúng tôi hôm nay đúng là sự tự trọng phải mơ. Sông Hiền Sẻ Thảo đã sánh kề bên nhau, và để rồi cho em bước được làm câu, anh đây hóa trầu độc trước sau màn đồng. Giây phút này với những tình cảm của toàn thể quý vị, những người thân yêu của hai bên gia đình vẫn đang liên tục dành tặng ngàn lời yêu thương để cầu chúc cho hai em chúng tôi, luôn cầu mong cho Hà My và Thành Đạt được trăm năm hạnh phúc. Và để đáp lại những tình cảm đồng ấm đó, sau đây xin được trân trọng kính mời, đặc biệt nâng bước cho cô dâu và chú rể, xin đi mời chầu, mời nước tới quý vị, hay cho lời chân thành cảm ơn, xin trân trọng kính mời. Bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai.
ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Xin được gửi đến tất cả những ai đang có mặt tại khán phòng này lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời nhất trong những ngày mưa gió vừa qua. Đến hẹn lại lên, hôm nay hai họ, hai người chúng ta lại có mặt đông đủ tại đây để long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho em. Vâng, và mở đầu buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, tôi xin phép được trân trọng kính mời và giới thiệu vì đại diện họ nhà trai nên có thể gọi nhà gái, xin được trân trọng kính bác, mời bác ạ, bác đứng bên đây ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho bác nhá. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, lời tiên cho tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến các cụ, ông, các bà, đến các cô dì chú bác nội ngoại của hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể, dù sức khỏe an khang và thịnh vượng. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, kính thưa các bà, kính thưa quan viên hai họ cùng toàn thể anh chị em, cô dì chú bác, cô dâu chú rể, hôm nay trong không khí tưng bừng vui phấn khởi của ngày đầu xuân, ông Hà, bà Hằng, sinh trưởng cô dâu Hà My và Bảo Anh xin trưởng thành ra
và cùng các cụ công các bà họ nhà trai tôi có cơ dầu để lên xin kính hương các cụ công các bà họ gái để xin dâu, xin cháu Trà My về làm dâu trong gia đình của họ của chúng tôi. Thì trong buổi tôi xin trân trọng kính giới thiệu trong buổi lễ đón dâu của hai cháu tôi là Nguyễn Văn Trường và bác cháu Đạt là trưởng ban đại diện cho họ nhà trai cùng với các cô dì ông bà chú bác cùng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin kính thưa các cụ, xin kính thưa các ông các bà, cũng trải qua một thời gian hai cháu đã tìm hiểu nhau và cũng thấy hai hoàn cảnh gia đình có tương đồng, thật quý mến trân trọng nhau, có lời để thưa đến các cụ, các ông, các bà, cha và mẹ để hai cháu chọn những ngày lành tháng tốt để xin trở thành đôi bạn trăm năm. Thì ngày hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức ngày 31 tháng 3 năm 2024, gia đình nhà trai chúng tôi cùng bà Oanh, cùng các cô dì chú bác đã có tươi trầu để xin kính hương các cụ ông, cụ bà, các ông Dũng, bà Hằng cùng toàn thể cô dì chú bác và nhà gái để xin cháu Trà My về làm dâu, làm con, làm cháu trong họ nhà trai chúng tôi, đồng thời cũng gửi gắm cháu Đạt là làm rể ông bà Hằng và các cụ, các ông, các bà ở bên nhà gái. Cũng mong rằng đôi trai gái cũng phát huy truyền thống gia đình, bảo ban lẫn nhau để cùng nhau chung sức xây dựng cái gia đình nhỏ bé. Và cũng mong các cụ, các ông, các bà hai bên cũng góp ý và dân dạy các cháu thêm để các cháu trở thành người công dân tốt, người con hiếu thảo, người dâu hiếu thảo trong gia đình. Một lần cuối cùng trước khi dừng lời, cho tôi xin kính chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, ông bà và gia đình hai bên nội ngoại cùng cô dâu chú rể một sức khỏe an khang thịnh vượng và đầm ấm thật hạnh phúc, và chúc cho hai họ, cho hai gia đình thông gia viên mãn, chúc cho đôi trẻ mãi mãi hạnh phúc đến khi đầu bạc sông long. Tôi xin cảm ơn. Bên nhà. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn được phát biểu của bác đại diện cho nhà trai. Để đỡ lời cho nhà trai, tôi cũng xin phép được trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà gái ạ. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các bà, quý vị đại biểu khách quý đại diện cho hai họ nhà trai nhà gái, đầu tiên cho phép tôi được xin thay mặt cho nhà gái có lời kính chào và kính chúc sức khỏe các cụ công và luôn luôn mạnh khỏe, gia đình ấm no hạnh phúc. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hùng và là bác của cháu Trà My, xin Trà My xin phép được đại diện do vợ nhà gái trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay. Sau một quá trình tìm hiểu thì hôm nay là ngày hành tháng tốt, được sự đồng ý của hai họ như anh bên gia đình, thì họ nhà trai cháu Đạt hai gia đình thống nhất để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Chúng tôi xin giới thiệu về phía họ nhà gái tham dự ngày hôn lễ ngày hôm nay, thì chúng tôi xin giới thiệu là có ông nội, ông ngoại, bà ngoại của cháu My và tất cả các ông trẻ, bà trẻ, các bác bên nội, bên ngoại để có mặt để dự lễ hôn lễ ngày hôm nay. Thế thì chúng tôi cũng vừa rồi đến lời phát biểu của bác họ nhà đại diện nhà gái, thì chúng tôi cũng là đồng ý chấp nhận, và từ kể từ hôm nay thì cũng là nhận cháu Đạt là con rể trong gia đình. Thì
Thì đấy, thì chúng tôi cũng có lời như thế và xin kính chúc các cụ công bà sức khỏe và xin kính mời sơn nước và tiếp tục của lễ hôm nay. Cảm ơn. Có vui ra, vui từ ngã 7, ngã 3 vui về. Bây giờ là cái thời khắc quan trọng nhất của lễ đính hôn đã, của lễ thành hôn đã đến. Xin trân trọng, xin phép hai họ cho chú rể được lên trao hoa cho cô dâu. Trình với gia tiên họ nhà gái chúng tôi rồi xuống đưa lên đây mời nước các cụ công các bà. Hay quá quá. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho tân lang và tân gia nhân Thành Đạt và Hà My. Tôi chưa nghe tiếng vỗ tay đâu cả, chắc buổi trưa mọi người vội quá chưa đúng không ạ? Vâng, tràng pháo tay thật lớn nữa. Vâng, thế nên mọi người có thấy đôi này đẹp đôi không ạ? Có đẹp đôi không ạ? Có. Mùa xuân thì phải có hoa tươi và ngày vui cũng chẳng phải có những tràng vỗ tay. Những tràng vỗ tay của quý vị đâu ạ? Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, hả? Đứng cạnh đôi trai tài gái sắc này tôi chợt nhớ đến câu hát người dân Kinh Bắc. Yêu nhau đứng ở đàng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Em còn son, anh cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Để em về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà tính chuyện chầu cau. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, Hà My và Thành Đạt đã về thưa với đôi cha mẹ. Và để được có được ngày vui, ngày phúc nhất cuộc đời mình ngày hôm nay. Và còn chần chừ gì nữa, tất cả chúng ta ngồi đây hãy dành tặng cho cô dâu chú rể những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Rồi, thay mặt cho nhóm phóng viên chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phú thêm. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, đáng nhẽ cô dâu chú rể ạ phải đến tận nơi các cụ công các bà ngồi để mời nước, nhưng với cái váy này ạ, di chuyển khó lắm ạ. À. Ai mặc thử đấy ạ, ai mặc thử thì biết. Vâng, thì các cụ công các bà biện lễ cho hai con nhá. Vâng, thế thì được rồi ạ. Vâng, sau đây tôi xin phép nhường lời cho bác này. Các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể cô dì, chú bác, nội ngoại, hai họ. Ngày hôm nay trong không khí rất là vui tươi và đầy tràn đầy hạnh phúc. Mà tôi là đại diện họ nhà trai mà rất là xúc động và rất là hạnh phúc đã được các cụ, ông bà Dĩnh và Hằng đã trao, ông với bà Hằng đã trao bình rượu bơ để coi như là cho cháu Thành Đạt và cho gia đình họ nhà trai chúng tôi. Thì tôi rất là cảm kích và rất là cảm ơn cái sự đón tiếp trọng thị chu đáo và cũng là góp bằng những tất cả những tình cảm của người ông, người cha, người mẹ để mong rằng cho hai con là lên duyên, hai cháu, hai con lấy đó là sự phấn đấu và cùng nhau xây dựng cái gia đình nào để đền đáp lại những lời của ông cụ và bố mẹ sinh trưởng ra cho chúng ta. Nhân đây thì tôi xin có lời cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã đón tiếp họ nhà trai chúng tôi rất trọng thị và tràn đầy những tình cảm hạnh phúc. Thì đến giờ xin cháu là đi về làm dâu thì tôi xây mặt gia đình xin kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại hai bên để về bên gia đình nhà trai chúng tôi cùng tổ chức lễ thành hôn cho cha cháu ở nhà trai. Tôi xin cảm ơn. Cũng xin trân trọng cảm ơn phát biểu bác đại diện nhà trai. Vâng, trước khi họ nhà trai rước dâu và mang cái bình rượu mơ của họ nhà gái chúng tôi về nhà trai ạ. Vâng, con nhà trai chúng tôi cũng sẽ có vài lời để các ông các bà, các cụ đại diện họ nhà trai
đã hôm nay đã đến dự lễ thành hôn của hai cháu, và cũng xin thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi cũng có một số lời gửi gắm đến họ nhà trai. Cháu My nhà tôi thì cũng còn trẻ, các cụ thường nói có câu tức là rể hiền thì thành trai mà dâu hiền thì thành gái, thì cũng mong là cháu My về làm dâu không các bà các cụ, thì mong rằng là không các bà các cụ giúp đỡ dạy bảo để cho cháu trở thành một người con dâu dòng họ và cháu dâu của các ông các bà được trở thành cháu dâu hiền. Và chúng tôi cũng mong là cháu Đạt cũng sẽ trở thành rể hiền đối với ông bà Hà Hằng của chúng tôi. Nhà gái xin tạm dừng lại ở đây và xin trân trọng kính mời tất cả các cụ, cô, các bà, quan viên, tốn họ chúng ta đưa cô dâu về nhà trai để tổ chức lễ thành hôn đại. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Mừng anh nhé hạnh phúc đám cưới
xa đưa giấc mộng lành, chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối, chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Ông các bà sơi sầu uống nước để mừng cho đôi cô dâu chú rể. Xin kính mời các cụ ạ. Thưa toàn thể các cụ công các bà, kính thưa quan viên bốn họ. Vâng, chuyến xe hạnh phúc mang tên tình yêu đã đưa rước hai họ, hai gia đình chúng ta về đến tư gia của họ nhà trai chúng tôi. Vâng, họ nhà trai chúng tôi biết là hôm nay trời cũng rất là nắng và đã chuẩn bị mấy chục bộ bikini. Vâng, họ nhà lái mà ai muốn bơi nhá, có bikini để xuống đây bơi luôn ạ. Vâng, nói vui thế thôi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, sau đây thì xin phép các cụ công các bà quan viên bốn họ cho chú rể cô dâu được lên bái yết gia tiên họ nhà trai chúng tôi, rồi sẽ xuống đây mời nước các cụ công các bà sau ạ. Vâng, xin phép được một cuộc đời mới đang chờ.
tại quốc gia rất là tuyệt vời của Vĩnh Thức Hà Lết. Ở đây mọi người tiếng chúc hạnh phúc của chú rể Thành Đạt Hoàng Sơn Hà Vi chúng ta đã tin tưởng và lựa chọn để tổ chức tại đây. Và những lời đầu tiên cho phép anh Hiệp xin thay mặt cho những người làm chương trình cũng thay mặt cho hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin gửi tới con thể quỷ lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Thân mến, quý vị đã biết tình yêu sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và đích đến của tình yêu đó chính là lý tưởng của hôn nhân. Ngày hôm nay tất cả quý chúng ta cùng nhau có mặt tại đây để cùng gắn kết trái trái tim đã hòa là một, cùng nhân danh minh chứng cho những điều tuyệt vời nhất. Và xin dành tất cả quý vị đó chính là điều minh hạnh cho tình đồng gia của hai bên gia đình, giúp cho mong chúng ta ngày hôm nay thực sự trở nên đông vui, ấm áp và trang trọng hơn rất nhiều. Vâng, và ngay sau đây quay sang chúng tôi sẽ để cho tất cả quý chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Thì xin mời tất cả quý hãy cùng hướng tập trung mình về khu vực sân khấu chúng tôi. Và anh sẽ kính chào ngay đầu tiên để chào đón lên sân khấu chúng ta. Xin diện của chú rể Thành Đạt. Như chúng ta có thể nhìn thấy đang có mặt trên sân khấu chúng tôi bây giờ thì đang là sự diện của người đàn ông thể nói sản ánh cũng nhất trong ngày hôm nay. Không ai khác, đó chính là sự diện của chú rể Thành Đạt và cùng với đó là tình cảm của chú rể trước sự kiến của tất cả quý vị. Còn ngay giờ thì chúng tôi muốn được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng những ánh nhìn của mình về phía cuối của khán phòng để cùng trao đó là chứng kiến những giây phút, những khoảnh khắc để nói rằng hết sức ý nghĩa trong buổi ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì có một điều rất là đặc biệt, đó chính là người cha thân yêu của cô dâu sẽ đích thân đưa con gái thân yêu của mình lên khu vực sân khấu để trao cho chàng rể mà ông đã lựa chọn. Vâng, và trong khoảnh khắc đây, một lần nữa chúng tôi rất mong tất cả quý chúng anh cũng dành những trao tay thật lớn để cũng trao đón lên sân khấu chúng ta, xin diện của cô dâu Hà Mì. Và cũng đó là người cha yêu quý của mình, bằng trao tay thật giòn giã nhất. Dạ vâng, quý vị thân mến, tôi có thể nói rằng con gái đó chính là tài sản lớn nhất trong đời của mỗi người làm cha làm mẹ. Và những người thể nhìn thấy trong ngày hôm nay thì thân người cha đáng kính cô dâu, ông đã dành tất cả những điều tuyệt vời nhất và món quà lớn nhất của cuộc đời ông đó chính là người con gái thân thương cho chàng rể mà ông đã lựa chọn. Và thưa quý vị, trong khoảnh khắc ý nghĩa và hạnh phúc này thì chúng tôi muốn nghe thấy một tràng pháo tay lớn hơn nữa thưa quý vị được không ạ, để cùng chúc mừng hạnh phúc. Dạ vâng, xin cảm ơn những trang tay vị rất nhiều và thưa vị thân mến, đó chính là những điều tuyệt vời. Thưa vị đang có mặt trên sân khấu chúng tôi bây giờ thì đang là một hình ảnh rất là tuyệt vời của hai nhân vật chính, những người đã cho tất cả chúng ta lý do để có mặt tại đây. Và một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả vị sẽ diễn đặc biệt của chú rể Thành Đạt và Sầu Hà Mì. Và chúng tôi rất mong tất cả vị chúng ta có thể dành những trang tay thật lớn hơn nữa đất ạ để cùng chúc mừng cho đồng thể trong ngày trong đại hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn những trang tay vị rất nhiều và thú vị để cô dâu và chú rể cao có được ngày vui ngày cũng một ngày thì không thể không nhắc tới công ơn sinh thành và dưỡng dục đến những bậc làm cha làm mẹ. Và trong giờ phút trọng đại này chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời các bà đại diện cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ cùng bước lên sân khấu để ra mắt. Đầu tiên về phía gia đình và nhà gái chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời có sự diện của ông Thái Minh Hà và bà Phạm Thị Thu Hoàng là một song thân của cô dâu Hà Mì. Tiếp theo về phía gia đình của nhà trai chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời có sự diện của bà Doãn Thị Kim Oanh là thân sinh của chú rể. Và một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng dành trọng tay để chúng ta cùng tôi đã rất vui mừng khi được chào đón có sự diện của tất cả quý quan khách vì các quý đã dành thời gian và tình cảm của mình đến chúc vui, chúc phúc cho bên gia đình và chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây đáp lại những tình cảm đó của tất cả quý thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Trường sẽ đại diện thay mặt cho bên gia đình một lời phát biểu trong buổi ngày hôm nay ạ. Đúng rồi, đứng cạnh bác gái càng đẹp. Quá đẹp quá. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị khách quý cùng các cô dì chú bác của hai họ. Tôi là
Nguyễn Văn Trường là bác của cháu Thành Đạt, có được sự ủy quyền của gia đình, hai gia đình, tôi lên có lời kính chào và chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ và các vị khách quý. Thưa các cụ, thưa các ông, thưa các bà, cháu Thành Đạt và My qua một thời gian cũng tìm hiểu và thấy cuộc sống hai bên có thể đi đến cuộc kết hôn của ngày hôm nay đã được sự đồng ý của hai gia đình và hai bên nhất trí, ông Hà và bà Hằng và bà Phan cùng đồng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Có lời mời tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý cùng cô dì chú bác hai họ. Sự hiện diện của các quý vị, của các cô, các ông, các bà là niềm tự hào, hạnh phúc cho hai gia đình của chúng tôi. Qua đây tôi cũng xin có lời cảm ơn đến Trung tâm Hội nghị Tiệc Cưới cũng đã đồng hành và chuẩn bị những cỗ bàn để góp vào một cái sự kiện thật long trọng và đầm ấm cho gia đình và hai nhà chúng tôi. Trước khi dừng lời, cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý, cùng cô dì chú bác, nội ngoại anh em họ hàng hai bên. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng xin cảm ơn. Lời chia sẻ rất là chân tình, rất là tâm huyết đúng không ạ? Và đến với ông Trường làm đại diện đã thay mặt cho bên gia đình những lời phát biểu, và bên cạnh đó là những lời chúc rất là ý nghĩa để dành tặng cho tất cả quý vị đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, và tiếp đây thì chúng tôi cũng rất mong tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục cùng với chúng tôi tạm ngưng trong một ít nữa, để ngay sau đây thì trên sân khấu chúng ta sẽ bắt đầu đến những giây phút, những khoảnh khắc để nói rằng quan trọng nhất trong đời của cô dâu và chú rể. Vâng, và đầu tiên thì xin mời hai bạn hãy cùng tiến lên phía trên hai bước đi ạ. Chào mừng quý vị thân mến, mời những thiên thần nhỏ xứ sở người thân tình yêu đã cùng hoa vòng nhẫn cưới lên sân khấu để cho đồng thể sẽ cùng trao gửi cho nhau chiếc sinh kiến của tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể ta hãy cùng đón nhận cặp nhẫn cưới yêu thương đi ạ. Dạ vâng, và thưa quý vị, với mỗi cặp nhẫn cưới là vòng tròn bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, là kỳ vật thiêng liêng để gắn kết cuộc đời của cô dâu và chú rể. Và kể từ giây phút này đây, thưa quý vị, chú rể Thành Đạt và sâu Hà Vy chúng ta họ đã chính thức nên duyên và chồng. Dạ vâng, thưa quý vị, một khoảnh khắc rất tuyệt vời trong buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Và như vậy thì vòng nhẫn cưới đôi đôi chúng ta họ đã cùng trao về nhau, và đó chính tan đi bão giông ngày qua, lời mong
sáng đến như giấc mơ và từng tia nắng vàng trên lá non làm em thêm ước ao có anh trong yên bình cùng mẹ khúc nhạc từ con tim dường như em biết thiếu anh rất buồn hàng cây bên gió chúc mừng
phúc lứa đôi ta duyên bền lâu. Tình yêu trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đắn bên nhau lo dừng say tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết. Về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo, mùa tươi đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương, ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương, ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Chỉ cần